Tử Vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, năm 2021 Tân Sửu, có phúc khí tốt, sự nghiệp, tài vận, hanh thông. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Dần là một người rất chăm chỉ, cần cù, đam mê với công việc và có nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Họ sống khá thực tế, luôn cố gắng vươn lên, đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Những người này không tin vào sự sắp đặt của số phận, họ tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Những người này rất coi trọng chữ tín, một khi đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Sự chân thành, cởi mở giúp người tuổi Dần, mệnh thổ có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng. Tử vi năm 2021 có cho thấy tuổi Mậu Dần sau khi gặp Thái Tuế sẽ tạo nên bố cục ám hợp, tạo nên một năm có vận mệnh không tệ, thậm chí có phúc khí tốt, hợp tác dự án lớn, tài vận hanh thông, sẽ kiếm tiền tỷ trong năm 2021 sắp tới. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Mậu Dần có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của người tuổi Mậu Dần trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Dần trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mậu Dần mệnh thổ, sinh năm 1998. Năm 2021 đã 23 tuổi. Sau khi gặp Thái Tuế tạo nên bố cục ám hợp, mà thiên can Thái Tuế lại là chính quan của nó. Năm mới Mậu Dần có vận mệnh không tệ, phúc khí tốt, sẽ thu lợi nhuận từ việc hợp tác không công khai nhưng sẽ phải chịu sự ràng buộc nhất định. Thái Tuế là hồng loan đào hoa của người tuổi Dần, chuyện tình cảm của bạn sẽ xuất hiện nhiều mối duyên bất ngờ. Năm 2021 là một năm rất quan trọng đối với nam tuổi Dần sinh năm 1998, bởi vì bạn đã thực sự bước chân vào xã hội đi làm từ khi còn đi học và năm nay đã bắt đầu phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Bước vào nơi làm việc sẽ thể hiện rất tốt và tuổi Mậu Dần sẽ luôn được khẳng định trong cuộc sống. Nhưng đồng thời có tính khiêu khích thái quá khiến người khác phải ghen tị. Về tài lộc, tài vận năm nay tốt, tuy mới bước chân vào xã hội nhưng thu nhập tài lộc cao hơn hẳn các bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí có rất nhiều bạn đã chọn con đường khởi nghiệp, con đường phát tài, phát lộc trong năm nay. Bắt đầu làm ăn thì thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc cũng rất mạnh, có thể hốt được hũ vàng đầu tiên. Về tình cảm, nam tuổi Dần cũng hào hoa, phong nhã, trong năm nay sẽ xuất hiện tình yêu đích thực, tình cảm giữa hai người vô cùng ngọt ngào. Còn nữ tuổi Dần mặc dù có may mắn về tình yêu trong năm nay, nhưng những bạn độc thân sẽ không dễ dàng chấp nhận sự tán tỉnh của người khác, chủ yếu là để xem anh tán tôi được bao lâu. Về tổng thể, vận sức khỏe năm nay tương đối ổn định, không mắc phải các bệnh nặng hay khó chữa. Miễn là bản mệnh chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mậu Dần sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mậu Dần qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2021, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 sẽ bước sang tuổi 23. Với nam tuổi Mậu Dần rất năng động và thông minh, họ thường lên kế hoạch cho những kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
họ thường lên kế hoạch cho việc sau khi tốt nghiệp từ rất sớm. Vì vậy, nam tuổi Dần năm nay khi mới vào làm việc sẽ thể hiện được năng lực của mình. Năm nay, dù là nhân viên văn phòng hay doanh nhân, bạn đều làm việc rất hiệu quả, được mọi người khen ngợi, công việc phát triển thuận lợi. Người làm công sẽ sớm thăng chức, doanh nhân sớm mở rộng quy mô, chỉ cần không quá phô trương, tự mãn, con đường tương lai sẽ tốt hơn. Còn với nữ tuổi Mậu Dần thì ở độ tuổi mới bước chân ra khỏi trường và mới bắt đầu trở thành người lớn, bắt đầu làm việc và kiếm sống. Tuy mới bắt đầu nhưng nữ tuổi Mậu Dần làm việc luôn có kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao. Phụ nữ tuổi Dần có mục tiêu, nhiệt tình với công việc, dũng cảm, thường đi đến nơi làm việc mới bộc lộ được điểm mạnh của họ. Sau đó, phụ nữ tuổi Dần cũng dễ được sếp coi trọng, địa vị trong công ty cũng được cải thiện rất nhiều trong năm. Tuy công việc rất mỹ mãn nhưng nữ tuổi Mậu Dần nên chú ý đến vấn đề cá nhân trong năm nay. Đừng nên tự mãn chỉ vì một ít thành tích. Thái độ như vậy rất dễ làm nảy sinh lòng đố kỵ của người khác. Vẫn phải giữ một tâm thế khiêm nhường trong năm 2021. Để kế hoạch và mục tiêu trong năm 2021 được thực hiện một cách tốt nhất, thì bạn hãy đeo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh hỗ trợ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm được thuận lợi, phát triển và hanh thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân và giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiêu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Dần trong năm 2021. Về mặt tài lộc, trong năm 2021, đối với nam mạng sinh năm 1998 tuổi Dần, về tài lộc vẫn rất tốt. Dù chọn con đường nào thì gia đình đều sẽ hết sức ủng hộ, động viên tinh thần hay vật chất rất nhiều. Tuy nhiên, những người tuổi Dần trong năm nay sẽ kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, thu nhập từ công việc rất nhiều. So với những người cùng tuổi thì họ sống một cuộc sống vô cùng giàu có. Là người mới đến nơi làm việc, bạn tràn đầy nhiệt huyết kiếm tiền, có phương pháp riêng, cống hiến hết sức mình, cũng có thể tiếp nhận được những khoản lợi nhuận tương xứng. Còn đối với quý cô tuổi Mậu Dần thì họ luôn có ham muốn tiền bạc mạnh mẽ và thường bắt đầu tiết kiệm tiền trong khoảng thời gian đi học. Vì vậy, sau khi bước vào xã hội, việc theo đuổi tiền bạc càng trở nên mãnh liệt. Tuy thu nhập năm nay không nhiều, nhưng theo kế hoạch của nữ tuổi Dần, cả năm có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền. Mặc dù tiết kiệm được khoản tiền khá, nhưng quý cô cầm tinh con hổ chú trọng đến ngoại hình hơn và thích chi tiền cho việc ăn mặc. Vận hạn năm nay cũng từ đó mà ra do chi tiêu quá tay. Nhưng thầy Gia Cát nghĩ rằng tuổi Mậu Dần chi tiêu vào vấn đề này là không hoang phí, bởi vì đây là cách đầu tư khác có thể giúp cho nữ tuổi Dần có sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc hanh thông. Để con đường tài lộc được phát triển mạnh mẽ, bạn hãy tận dụng sự may mắn và sự ủng hộ của gia đình. Đó là bạn hãy sử dụng thêm vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn kết tài lộc, chiêu cát lành và tăng may mắn. Đồng thời, khi mang vòng theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ việc làm ăn, đầu tư và kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình cảm, phương diện tình cảm cũng rất rõ ràng. Nam tuổi Mậu Dần tuy có một chút nam tính nhưng họ khá nổi bật bất kể ngoại hình và tài năng, bẩm sinh có khả năng thu hút nhiều người khác phái. Nam tuổi Mậu Dần năm nay đào hoa vượng, có nhiều bạn khác giới ưu tú. Nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì nên tìm hiểu kỹ về nhau, có thể tình yêu đích thực sẽ xuất hiện trong năm nay. Còn đối với những người đã có nửa kia thì tình cảm với nửa kia càng thêm ngọt ngào. Kể cả khi đôi bên ít gặp nhau vì công việc bận rộn thì mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn. Còn đối với nữ tuổi Mậu Dần, nếu còn độc thân, trong năm sẽ xuất hiện nhiều anh chàng tán tỉnh. Tuy nhiên, nữ tuổi Dần có tầm nhìn xa trông rộng, sẽ không bị cám dỗ, không tùy tiện nhận lời tỏ tình của người khác. Hiện tại, cô ấy vẫn tập trung cho sự nghiệp của mình. Nếu là những quý cô tuổi Dần đã có duyên, năm nay mối quan hệ với người yêu tương đối ổn định. Dù bận rộn trong công việc, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để tạo bất ngờ cho nhau, khiến mối quan hệ trở nên ngọt ngào và tình cảm khăng khít hơn. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh vận đào hoa khá vượng. Để có thể cải vận và kích hoạt tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm.
Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm đôi lứa ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, năm 2021 rất hạnh phúc đối với tuổi Mậu Dần và sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Bạn đang ở thời kỳ sung sức nhất, dù phải gánh vác cả công việc lẫn mối quan hệ thì cũng không ảnh hưởng gì. Dù cường độ công việc tăng dần, thường xuyên phải làm thêm giờ, thức khuya nhưng vẫn có thể trạng ổn. Trạng thái còn luôn cảm thấy mạnh mẽ và hoạt bát dù ở đâu hay lúc nào. Nhưng ngay cả khi tốt như vậy, hãy nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sau công việc bận rộn. Nếu có thời gian vào cuối tuần, bạn cũng có thể tập thể dục ngoài trời để cải thiện sức khỏe. Đặc biệt trong năm 2021, khi lái xe, cần chú ý đến an toàn, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi hoặc uống rượu bia. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.